Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi muốn mang đến cho các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học, 7 nét tướng mặt bóc trần bộ mặt thật của loại đàn ông trăng hoa ong bướm. Đây là các tướng mặt tiêu biểu để nhận diện ra những người đàn ông thiếu chung thủy, lăng nhăng và phản bội trong tình yêu, được các thuật xem tướng đúc kết lại. Trong tình yêu, may mắn nhất của các cô nàng chính là khi tìm được người đàn ông một lòng một dạ yêu thương mình. Thế nhưng thói lăng nhăng ngoại tình dường như lại là bản tính của đại đa số cánh mày râu. Không phải đàn ông bội phản ngoại tình nào cũng dễ bị phát hiện, nhất là đối với những cô nàng lụy tình mà nhẹ dạ cả tin. Nhưng quý cô có thể chú ý đến các đặc điểm trên khuôn mặt dưới đây của chồng hoặc bạn trai của mình để biết anh ta có thuộc loại đàn ông lăng nhăng trăng hoa hay không. 1. Đàn ông có huyệt thái dương bằng phẳng. Nhân tướng học cho rằng, bước qua tuổi 35, đàn ông nào có huyệt thái dương bằng phẳng, trơn tru, không có bất cứ nếp nhăn nào, thì phần lớn là tiếp đàn ông có nhu cầu sinh lý cao, lại dễ lăng nhăng và quan hệ ngoài luồng. Anh chàng này có thể vì dục vọng của bản thân mà sẵn lòng phản bội tình cảm của người đã từng đầu ấp tay gối, lừa dối tình cảm của những cô gái trẻ. Với họ, tình yêu khó có thể đem lại hạnh phúc và sự thỏa mãn bằng tình dục. Cho nên, dù đã cưới nhau hay đã ăn nằm qua năm dài tháng rộng, thì cũng có thể buông bỏ bất cứ lúc nào. 2. Đàn ông có lông mày mượt, đuôi lông mày có nốt ruồi. Đa phần đàn ông có tướng lông mày mượt mà, mọc nốt ruồi tại vị trí ở đuôi lông mày thì tính tình thường hài hước, thân thiện. Lời nói của anh chàng này luôn mang đến sức lôi cuốn đặc biệt. Thậm chí không quá khi ví nó giống như mật ngọt chết ruồi. Trong khi nhiều các cô gái lạ lại yêu bằng tai, hễ được nghe đôi ba câu nói ngọt ngào nịnh nọt là ngay lập tức xao động. Nhưng nhân tướng học đã chỉ ra rằng đây là biểu hiện thường thấy ở người đàn ông dễ thay lòng đổi dạ. Mặc dù không tán đồng với việc ngoại tình trong tình yêu, nhưng khi bản thân trở thành người trong cuộc thì lại không có cách nào chống cự lại được. 3. Đàn ông có đôi mắt sáng rực. Đôi mắt sáng rực tựa như mắt rắn, lúc nào cũng trực chờ để săn mồi, là một trong đặc điểm nổi bật của người đàn ông lăng nhăng, không chung thủy. Nếu đi ra ngoài và gặp một cô gái trẻ đẹp hơn vợ, gia thế giàu sang hơn vợ, thì anh chàng này sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn để theo đuổi cô ta, mặc cho hạnh phúc gia đình có thể bị tan vỡ bất cứ lúc nào. Vì thế, các cô nàng đặc biệt phải cẩn thận trong vấn đề kết thân với những chàng trai có đôi mắt láo liên và nhiều dụng tâm như thế này. 4. Đàn ông có đầu mũi nhọn. Trong nhân tướng học, đàn ông sở hữu tướng mũi có đầu mũi nhọn, trong lòng thường chứa đựng nhiều dã tâm và tham vọng, suy nghĩ thâm sâu, khó nắm bắt, gian xảo, chỉ biết sống vì mình và có nhiều mối quan hệ nam nữ mập mờ. Cô nàng nào đã kết giao với loại đàn ông này phải có bản lĩnh vững vàng và khả năng chịu đựng cao. Nhưng khi đột ngột phát hiện ra đối phương lừa dối mình để đi theo cái gọi là mới mẻ thì vẫn không tránh khỏi đau lòng, bi thương. 5. Đàn ông có tai nhỏ. Đàn ông sở hữu đôi tai nhỏ thường có phần nhỉnh hơn ở tài ăn nói, song độ thật giả trong từng lời nói của họ thốt ra lại khó mà phân định rạch ròi được. Lời nói khi yêu của anh chàng này cũng không ngoại lệ, nửa đùa nửa thật, không đáng tin cậy. Dù sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh, tài ba hơn người, nhưng tham vọng trong mình quá lớn lại khiến những người này nhiều khi không màng danh dự để tranh đoạt được thứ mà mình muốn. Đời sống tình cảm của đại đa số những người đàn ông này đã định dễ trải qua nhiều thăng trầm và sóng gió vì bản tính ưa cái mới lại dễ thay đổi. 6. Đàn ông có miệng nhỏ, gò má thấp lõm. Phần nhiều những người đàn ông có miệng nhỏ thường làm chết mê, chết mệt chị em phụ nữ ở giọng nói. Thậm chí không ít các cô nàng còn cam tâm tình nguyện lên giường với họ chỉ sau vài lời tán tỉnh hứa hẹn. Miệng nhỏ mà kết hợp thêm yếu tố gò má thấp lõm hoặc có nhọn thì cho thấy nam nhân là người không có tinh thần trách nhiệm. Dù là người yêu hay vợ, chỉ cần nhìn thấy đối phương rơi vào cảnh khó khăn, túng thiếu thì ngay lập tức sẽ tìm mọi cách để tránh xa vì sợ liên lụy. Cuộc sống gia đình của anh chàng này vì vậy mà gặp nhiều chuyện buồn hơn vui, bởi dù vợ con đều về nhưng chẳng bao giờ chịu an phận. 7. Đàn ông có mỏ nhọn, môi mỏng. Trong thuật xem tướng số, đàn ông sở hữu chiếc mỏ nhọn, tức miệng có phần môi trên hoặc môi dưới lồi ra, thường không phải là kiểu người đáng tin. Trong lời nói, lúc nào cũng phần giả dối, kết hợp với đặc điểm môi mỏng
chứng tỏ nam nhân thuộc loại nói nhiều, song mọi lời nói ra đều không có ý tốt đẹp. Thông thường họ là những kẻ khoa môi múa mép, ưa nịnh nọt, nắm bắt tâm lý nữ giới rất giỏi. Hơn nữa, đàn ông sở hữu đặc điểm này thì tính tình rất ích kỷ, luôn nghĩ tới lợi ích của bản thân, lại không có trách nhiệm với mọi hành động của mình. Trên đây là các tướng mặt tiêu biểu để nhận diện ra những người đàn ông thiếu chung thủy, lăng nhăng và phản bội trong tình yêu, được các thuật xem tướng đúc kết lại. Nắm vững được những đặc điểm tướng mặt này, cộng thêm việc biết cách vận dụng nó vào những mối quan hệ khác phái, các cô nàng ít nhiều sẽ biết được đâu là loại người đàn ông thực sự tốt để nương tựa cả đời mình. Xem tướng người đàn ông chung thủy. Đối với các chị em phụ nữ thì việc chọn người đàn ông yêu thương, bảo vệ cho mình cực kỳ quan trọng, vì đây sẽ là người sẽ gắn bó cùng bạn đi hết quãng đời còn lại. Những đặc điểm nhận biết tướng mạo của người đàn ông sẽ giúp bạn biết được chồng hoặc người yêu của mình có chung thủy hay không. 1. Khuôn mặt vuông chữ điền. Xem tướng người đàn ông chung thủy là những người có khuôn mặt hình chữ điền, có tính cách trung thực, thật thà. Nhờ tính cách này, người bạn đời sẽ luôn biết cách quan tâm ân cần tới bạn và những người xung quanh mà không so đo tính toán. Vì tính tình trung thực nên tình cảm của họ rất thủy chung, son sắt, không dễ bị lay chuyển bởi những người khác bên ngoài. Một người hiền lành như vậy sẽ là người đàn ông tuyệt vời để che chở và bảo vệ bạn suốt cả cuộc đời. Sau khi kết hôn, người đàn ông này sẽ cố gắng là trụ cột của gia đình, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với vợ và cố gắng hết mình để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, chàng trai mặt chữ điền vẫn luôn đặt gia đình lên hàng đầu, vì thế anh ta sẽ biết cách cân bằng giữa công việc và những khoảng thời gian cho vợ con. 2. Lông mày rậm mà dài. Đàn ông lông mày rậm thường có tướng mạo ưa nhìn và rất đào hoa. Họ thường được rất nhiều các cô gái vây quanh và để ý. Tuy nhiên, không vì thế họ kém chung thủy trong tình yêu. Theo nhân tướng học, lông mày là dấu hiệu thể hiện những khía cạnh tình cảm của phái mệnh. Người có lông mày rậm luôn giàu tình cảm, hết mình trong tình yêu. Khả năng thấu hiểu của họ rất cao nên sẽ chia sẻ với bạn mọi việc khó khăn trong cuộc sống. Họ trung tình, giàu cảm xúc và tình yêu thương với người khác. 3. Đôi tai to và dày. Đàn ông có tai to, dày, vành tai rõ ràng, gần như là tướng tai của Phật Di Lặc, là tướng rất đẹp. Cuộc đời của họ rất may mắn. Bên cạnh đó, họ còn có số làm lãnh đạo. Họ là những người có điều kiện kinh tế lý tưởng nên đủ khả năng đem lại cuộc sống yên vui, ổn định cho một nửa của mình. 4. Gò má nhỏ, sống mũi thẳng. Theo nhân tướng học, khuôn mặt có sống mũi cao và hai bên gò má thu lại tạo thành một khuôn mặt cân đối là dấu hiệu thể hiện một người đàn ông chung thủy. Người này sẽ chung tình với bạn suốt cuộc đời, là một người chồng hết mực yêu thương vợ con. Không chỉ vậy, những người đàn ông có sống mũi thẳng thường rất thích nấu ăn. Họ thường dành thời gian dành để nấu cho vợ con mình những món ăn ngon nhất. Dù bị bạn bè kêu rằng tính cách này có thiên hướng giống đàn bà, nhưng họ không bao giờ cảm thấy phiền lòng. Không chỉ trung tình, người đàn ông có gò má nhỏ và sống mũi thẳng lại còn biết cách nói chuyện. Họ có khiếu hài hước và khả năng sáng tạo vô hạn, khiến vợ con đều muốn ở bên họ bất cứ lúc nào. 5. Nhân trung sâu, dài. Ranh lóp chạy từ mũi đến môi được gọi là nhân trung. Nếu được nhân trung sâu và dài, chứng tỏ người đàn ông ấy rất kiên trì, không bao giờ chùn bước trước khó khăn thử thách. Một khi đã yêu ai, họ sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để có được sự đáp lại của đối phương. Vì trải qua nhiều thử thách gian truân mới có được tình yêu, nên họ luôn luôn trân trọng giữ gìn. Người đàn ông có nhân trung sâu, dài chính là nét quý tướng của người có hậu vận sung túc, giàu sang. 6. Nhân trung rộng và sáng. Nếu người đàn ông nào có nhân trung rộng và sáng sẽ có đời sống tình cảm rất phong phú. Với bản tính thông minh và khôn ngoan, họ biết đâu là người để họ dành tình cảm và gửi gắm niềm tin trong suốt cả cuộc đời. Người đàn ông có đặc điểm này không dễ dàng bị mê hoặc bởi những thứ phù phiếm bên ngoài, thường tránh xa những tác động ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy, khi yêu hoặc chồng bạn có nhân trung rộng và sáng, bạn sẽ không cần phải lo lắng, bởi vì anh chàng đó sẽ không thể để bạn phải buồn hay nghi ngờ điều gì. 7. Đôi mắt cân đối. Một đôi mắt cân đối có kích thước bằng nhau chính là nét tướng của người công bằng, biết suy nghĩ cho người khác. Họ biết mình không thể đòi hỏi tình yêu từ người khác nếu không yêu thương đối phương thật lòng. Họ cũng hiểu làm người phụ nữ của mình tổn thương là điều một người đàn ông không bao giờ phạm phải. Ý thức được giá trị của tình vợ chồng, đàn ông có đôi mắt cân đối luôn khiến vợ tin tưởng, an tâm tuyệt đối.
8. Mắt hai mí to. Đôi mắt to trong nghiên tướng học thể hiện sự nhìn xa trông rộng. Đây là bản tính tốt của người đàn ông bởi họ có thể dẫn dắt gia đình tốt nhất. Người đàn ông có mắt hai mí thường là người có đức tính chăm chỉ, chịu khó làm việc. Họ sẽ hết mình để đem đến sự an toàn về tài chính cho gia đình, không để người vợ phải vất vả. Ngoài ra, họ còn được xem là người thấu tình đạt lý. Họ thường dễ dàng nhận thấy những nỗi niềm của bạn đời để tìm cách chia sẻ. Nếu là một người chồng, bạn hoàn toàn yên tâm giao phó cả cuộc đời của mình cho người đàn ông có tướng mạo như vậy. 9. Vai cao, cân xứng, ngực nở rộng. Đàn ông khuôn ngực nở rộng có thể bảo vệ và che chở cho người mình yêu trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi bạn cần giúp đỡ, người đó sẽ ở ngay bên cạnh và tận tình hướng dẫn, bảo vệ người yêu của mình. Hai vai cao thể hiện người đàn ông đó chững chạc. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng người đàn ông của mình có thể gánh vác mọi việc nặng trong gia đình. Không chỉ vậy, người đàn ông có những đặc điểm này thường rất điềm đạm. Họ luôn suy nghĩ cẩn thận và buông lời một cách từ tốn. Vì thế, họ sẽ không bao giờ làm mất lòng ai hoặc làm người bạn đời của mình phiền lòng. 10. Bàn tay to. Bàn tay lớn với những ngón tay thon dài và tròn trịa là đặc điểm nhận dạng của sự trung tình của bạn trai. Bàn tay đó có thể hơi thô và cứng một chút nhưng vững chãi và luôn hướng về phía trước. Điều này chứng tỏ chàng luôn có tính cách ngay thẳng, chính trực và sẵn sàng, có thể đối diện với mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống và không mảy may lo sợ. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng người đàn ông có đặc điểm này sẽ không thể nói dối bạn được bởi anh ta không thuộc diện lươn lẹo. Đây là người đàn ông đáng tin tưởng để phụ nữ gửi gắm cả cuộc đời của mình. 11. Dáng đi dứt khoát, thong thả. Một người đàn ông thành công trong cuộc sống sẽ có dáng đi thong thả và dứt khoát trong từng bước. Trái lại, nếu anh ta đi quá nhanh và vội vã, thể hiện tính cách nóng nảy và thiếu chín chắn, bạn nên tránh xa những người này. Dáng đi dứt khoát có thể hiện tính cách chính trực và điềm tĩnh. Người đàn ông này sẽ luôn biết đâu là đúng là sai và luôn làm theo nguyên tắc của mình, có giới hạn với bản thân. Cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp và đủ mọi mặt nếu người đàn ông của mình thành công. 12. Vị trí của nốt ruồi. Nốt ruồi mọc ở yết hầu hoặc hai bên gò má dưới trung tâm của bàn chân là dấu hiệu nhận biết người đàn ông trung tình. Tuy nhiên cần phải cẩn thận vị trí nốt ruồi ở chỗ lông mày. Theo nhân tướng học, đàn ông nốt ruồi đậm bên cạnh đó là lông mày thưa và không đều, thì đây là một trong dấu hiệu xấu chứng tỏ người đàn ông này có tướng khác vợ. Vị trí nốt ruồi ở sống mũi nói lên sự lấn át về sức khỏe của người vợ, đặc biệt là nốt ruồi có màu đậm và rõ ràng. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.